chân từ khắp miền quê hương cùng về đây giữa trời Hà Nội, tay nắm tay vai sát vai, những búp măng non tươi thắm khăn quàng trong trái tim khắc ghi lời Bác nguyện, học hành trắng xây dựng non sông. Như vậy là Đại hội Trống Ăn Bác Hồ lần thứ 9 năm 2020 đã kết thúc, mang lại những kỷ niệm không thể nào quên với các đại biểu. Và xin được chúc cho các em nhỏ và các anh chị phụ trách sức khỏe, công tác tốt, học tập tốt để tiếp tục ươm mầm xanh cho tương lai đất nước, dâng lên Bác Hồ và Đảng những bông hoa tươi thắm.